Xin chào mọi người, trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay mình cắt những cái bông hoa ở trong vườn để cũng rằm. Hôm nay là rằm tháng chạp. Các bạn thấy hay không? Khi mà chúng ta trồng hoa, chúng ta tự cắt những cái bông hoa rất là sạch vào thắp hương, không phải mua những cái bông hoa ngoài chợ, vừa đỡ tốn kém mà lại không được an toàn lắm, bởi vì là hoa người ta dùng rất là nhiều thuốc. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không? Mình cắm thì nó cũng không đẹp lắm đâu, nhưng mình nghĩ là nó cũng không cần thiết phải cầu kỳ quá. Chỉ cắm những cái bông hoa tươi lên, những bông hoa sạch lên là các cụ sẽ chứng giám thành cho những cái thành tâm của mình. Đây, cái vườn hoa đây. Vườn hoa đang nở rất là nhiều này các bạn này. Đây, cả cái dãy rìa bên cái ao này cũng nở rất nhiều. 100% là các loại hoa hồng nhé các bạn nhé. Kèm thêm một số cái loại hoa khác nhưng mà nó rất là ít. Đây, các bạn nhìn này, đẹp không? Thật là đẹp, thật là tuyệt vời, các bạn thấy đúng không? Đấy, chính vì vậy mà chúng ta hãy trồng hoa để tự thắp hương trên ban thờ nhà mình. Hoặc là chúng ta hàng ngày chúng ta có thể cắt vào trong, chúng ta để những cái bàn uống nước, bàn làm việc. Rất là tuyệt vời nhé các bạn nhé. Nó vừa sạch, nó vừa an toàn mà nó lại mang cái màu sắc thiên nhiên, chúng ta tự tay trồng, rất là đẹp. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm những cái cách trồng hoa, chăm sóc hoa thì các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà. Các bạn sẽ có hầu như là đầy đủ những cái kiến thức về trồng hoa cũng như chăm sóc hoa. Đặc biệt là cái vườn hoa mình trồng thì mình rất ít khi sử dụng thuốc trừ sâu nha các bạn nhé. Bởi vì là khi mà cái vườn cây nó thông thoáng thì nó cũng ít sâu bệnh lắm. Nó không bị che khuất bởi những cái cây khác hoặc là những cái bụi rậm thì nó sẽ ít bị sâu bệnh. Các bạn thấy đẹp không? Mình đã phát triển kênh hoa vườn nhà cũng khá lâu rồi, tuy nhiên là đây là một trong những lần hoa nở nhiều nhất mà mình quay cho các bạn xem. Rất là đẹp. Hồng cổ Sapa, hồng đào cổ, hồng bạch kho, rồi hồng quế son, quế đơn, rồi rất là nhiều cái loài hoa kèm theo trong vườn. Đây, cái gì ở ao bên này, hoa đẹp hết sảy luôn, quay gần cho các bạn xem. Bắt đầu nở bung lụa. Hôm nay tự dưng nó đang lạnh, tự dưng nó chuyển âm cái thì hoa nó sẽ nở nhanh hơn rất nhiều các bạn ạ.